Ok, hello chào mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel mình. À mình là Top Hero đó mọi người. Ok mọi người, thì hôm nay là thứ mấy nhỉ? Và chắc chắn là thứ hai rồi. Và thứ hai đầu tuần thì mình cũng xin chúc mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ này, học tập và làm việc thật là hiệu quả nha. Thì hôm nay là một ngày khá là đặc biệt anh em ạ. Anh em biết vì sao mình lại nói là một ngày đặc biệt không? Thứ nhất là hôm nay là thứ hai đầu tuần. Đấy, thứ hai là hôm nay là Ghana đã tung ra một cái phiên bản mới, cái phiên bản chiến trường 4.0. Và thứ ba là hôm nay là một ngày reset rank anh em ạ. Thì chúng ta hôm nay là chúng ta đã bước sang một cái mùa rank mới là mùa rank 20. Đó thì không biết mọi người đã leo rank đến đâu rồi. Đó thì trước mắt mọi người này, mọi người thấy là một cái khung cảnh rất là đặc biệt anh em ạ. Một khung cảnh mới, mình biết là mọi người sẽ không quen đâu. Đấy anh em thấy không? Trước mắt mọi người là một con rồng. Con rồng này là một con rồng quang vinh đúng không nhỉ? Đấy thì mình cũng không rõ nữa. Thì ở mấy cái video trước của mình ấy, thì anh em comment trên kênh của mình bảo là Aeron ở phiên bản mới này thì có cái sự thay đổi nào không, và trang bị phù hiệu bảng ngọc nào của Aeron nó mạnh nhất. Thì ok, anh em đến với kênh của mình. Kênh của mình là kênh Top Aeron, và không có lý do gì mà anh em hỏi mình mà mình lại không có như là chia sẻ cho mọi người đúng không? Thì ok, thì hôm nay mình sẽ giúp mọi người những cái trang bị phù hiệu bảng ngọc của Aeron cho mọi người leo rank, để mà mọi người lên rank một cách hiệu quả nha. Ok, thì trước khi vào video thì mọi người đừng quên cho mình một like này, đăng ký kênh này, thấy hay thì nhớ chia sẻ video cho mọi người khác cùng xem nha. Ok. Ok mọi người, thì vào phần trang bị này, trang bị của Aeron trước nha. Thì trang bị của Aeron ấy theo mình ở cái phiên bản trước và cái phiên bản này thì nó cũng không có gì thay đổi cả anh em ạ. Nó ít lắm. Thì mình chỉ có một sự lưu ý cho anh em lên đồ trong từng trận đấu thôi. Thì trên kênh của mình ấy, mọi người cũng biết là cũng rất là nhiều anh em mới chơi Aeron, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cách chi tiết nhất, cụ thể nhất để cho mọi người có thể áp dụng nha. Ok. Thì trước tiên thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người đồ đi rừng trước nha. Đồ đầu tiên đi rừng thì mọi người lên cho mình là một cái rìu Leviathan. Mọi người biết là cái nội tại của cái rìu ấy đánh gần thì nó sẽ được thiếu đốt. Đấy, theo đốt theo từng cấp đấy mọi người. Thì Aeron ấy mọi người biết là nó cũng là đánh gần, đánh thường, nên là sự lựa chọn rìu này là một cái sự lựa chọn rất là hợp lý và hiệu quả cho Aeron luôn. Ok, sang phần tốc chạy này. Tốc chạy thì anh em tùy trận đấu nha. Nếu mà trong một game đấu mà team bạn mà có nhiều sát thương vật lý xúc đam quá, như kiểu là Zuka, Airy, Nữ Bố, thì mọi người lên cho mình là cái gì giày hộ vệ nha, để tránh cái xúc đam của team bạn. Ok, trong cái trường hợp hai mà team bạn có rất là nhiều sát thương phép như kiểu nhà Gindu, Alistar và Lorion, thì mọi người thay cho mình là cái giày kiên cường nha. Thì theo mình ấy, anh em lên cho mình là cái giày hộ vệ đi. À quên, nhầm, cái giày kiên cường đi. Vì trong một trận đấu không thể nào mà không có khống chế cả, thì anh em cứ lên giày này cho mình để mà gia tăng cái sự di chuyển hiệu quả nha. Ok. Đồ thứ ba, mọi người lên cho mình là một cái thương long Zenos. Đấy, mọi người hãy đọc nội tại này, có giảm hồi chiêu này, máu này và có xuyên giáp nữa. Nên là Aeron rất cần xuyên giáp và giảm hồi chiêu. Nên là đồ thương long này là một sự lựa chọn hợp lý luôn. Ok, sang đồ thứ ba. À đồ thứ tư. Đồ thứ tư mọi người lên cho mình là cái phù hợp kiếm này. Đó. Con Aeron này mọi người biết là nó cũng rất là cần đánh thường rất là nhiều. Nội tại của cái phù hợp kiếm này cũng là đánh thường nha mọi người. Đấy, có cả hồi chiêu này, tốc đánh này, đấy, rất là phù hợp cho Aeron luôn. Sang đồ thứ tư, à đồ thứ năm. Đồ thứ năm là một cái đồ kháng phép. Đấy, kháng phép nha. Nếu mà trong trận đấu mà team bạn mà có hai sát thương phép trở lên, thì mọi người lên cho mình cái Holy Joy để gia tăng cái lượng kháng phép lại. Ok, thì nếu mà team bạn mà có ít sát thương phép quá, như kiểu là nó chung là ít quá ấy mọi người, nó không đáng kể ấy, thì mọi người lên cho mình là cái giáp Gaia để tăng cái sự trâu bò và cái sự hồi phục nha, để cho anh em đánh nó sẽ trâu bò hơn và nó sẽ bền bỉ hơn đấy mọi người. Ok, thì theo mình anh em cứ lên cho mình cái khuôn tinh choi đi, để có một lượng giảm hồi chiêu này và có cả giáp phép mà tối đa nữa. Ok, đồ thứ năm thì mình cũng nãy là mình bảo với anh em rồi ấy, là nó có một sự lưu ý như thế này. Nếu mà tem bạn nha mà không có sát thương chuẩn như kiểu là Hayate, Omen rồi là Tachi, đó thì mọi người lên cho mình là cái nhâm thuẫn. Mà nếu mà team bạn mà nó có sát thương chuẩn như kiểu là Hayate, đặc biệt là Hayate nha, và Airy, đấy thì mọi người bỏ cái nhâm thuẫn này đi. Vì ấy, cái nhâm thuẫn này lộ tại là nó có giáp ảo, thì mọi người bật cái giáp ảo lên thì team bạn nó sát thương chuẩn, nó đánh vào nó chuẩn luôn, thì cái giáp ảo này nó không có cái gì anh em ạ, nó không hiệu quả, nó không kiểu như là khắc chế vào được đối phương ấy. Thì mọi người thay cho mình là cái sát thương khổ để mà phản lại những cái sát thương vật lý của team bạn. Ok, và thứ hai ấy, nếu mà team bạn mà kiểu như là nhiều AD quá, như kiểu 2 AD mà kiểu nó tay dài ấy, mọi người bỏ cái giáp thông khổ đi, mọi người lên cho mình là cái khiến thất truyền. Đó, anh em nha, có hiểu không? Đó, nãy mình nói lại nha. Nếu mà team bạn mà có sát thương chuẩn thì anh em bỏ cái nhãn thôi đi. Anh em lên cho mình là cái giáp thông khổ. Đấy, mà nếu mà team bạn mà có nhiều sát thương tay quá, như 2 AD mà nhiều sát thương kiểu mà tay dài đấy, mọi người bỏ cái giáp thông khổ và mọi người lên cho mình là cái khiến thất truyền. Đó, ok chưa? Anh em hiểu không? Đấy. Thì ok, đấy xong đồ đi rừng rồi, nó rất là bình thường, nó rất là dễ hiểu. Anh em mà không hiểu thì nhớ comment nha, mình sẽ hướng dẫn lại. Đó thì mình biết là cũng mình biết là anh em hiểu rồi. Mình hướng dẫn như vậy mà không hiểu thì thôi nha. Ok, đã hoàn thành đồ đi rừng. Đồ đi rừng gọi là trần phái mọi người. Ok, sang đồ đi top nha.
Ok, đồ đi top nha. Đồ thứ nhất, mọi người lên cho mình là một cái đao chi hồn. Đấy, mọi người biết là trong một trận đấu ấy, rất là nhiều vị tướng hút máu, như kiểu là Lữ Bố, Airy, đặc biệt là Airy ở cái phiên bản trước và phiên bản này nó rất là nhiều luôn anh em. Xuất hiện rất là nhiều nên là anh em lên cho mình một cái đao nha để solo khắc chế lại cái sự hồi phục của đối phương. Ok, giày thì mình nãy mình nói rồi, anh em cứ lên cho mình là cái giày kiên cường đi. Ok, đồ thứ ba, mọi người lên cho mình một cái xuyên giáp. Xuyên giáp đi, mọi người tùy nha, mọi người thích lên kiếm Murasama hoặc là thích lên thương long thì anh em lên, nhưng mà theo mình anh em lên cho mình là cái thương long nha, đánh nó bền bỉ và có giáp, có giảm một chiêu đó. Đồ thứ tư này, đồ tư mọi người lên cho mình một cái đồ thủ đi, một cái huân chương choi đấy. Và đồ thứ năm mọi người lên cho mình một cái nãy là mình cũng nói rồi, cái đồ lưu ý ấy, cái đồ nhắm thuẫn và cái giáp thống khổ này, mấy cái khiên này này đấy. Theo mình anh em cứ lên cho mình là cái khiên đi. Đấy thì solo thì cũng rất là nhiều vị tướng tốc đánh rất là nhiều, nên là anh em lên cái khiên này thì sẽ giảm được một chút tốc đánh của đối phương. Đấy mọi người đọc này, giảm được 30% tốc đánh và 15% tốc chạy ấy. Đó, đồ thứ năm mọi người lên cho mình một cái giáp quên là cái giáp hồi sinh đi. Đấy, hết giáp hồi sinh thì mọi người bán đi. Mọi người lên cho mình một cái hết crep. Đấy, hết crep thì mọi người lên cho mình một cái liềm. Đấy. Thì theo mình mọi người xong cái giáp hồi bệnh anh em lên liềm luôn nha. Đấy, solo kiểu khô máu anh em ạ. Ok. Đấy thì đã xong một cái đồ đi top nha. Đi top thì cũng rất là nhiều đồ thôi, nhưng mà đồ này gọi là cái đồ chuẩn luôn anh em ạ. Đây mình chia sẻ cho mọi người cái đồ chuẩn luôn nha. Ok, đây là đồ đi top này, đây là đồ đi rừng này, đi top này, đồ đi support. Support thì mình nghĩ là ít anh em chơi lắm. Ok, nhưng mà mình cứ chia sẻ cho mọi người luôn nha. Support thì nói chung là full tank rồi, cả đồ phụ trợ nha. Phụ trợ thì mọi người lên cho mình một cái đồ giải đi. Đại địa mở chói này, đấy nó nhiều khống chế quá, anh em bấm cái giải đi để mà giải cho đối phương nha. Quên, giải cho team mình nha. Đấy, đồ thứ hai là cái giày kiên cường. Đồ thứ ba, tất nhiên là đi phụ trợ, đi trợ thủ anh em phải lên full tank rồi. Đấy, full tank thì anh em lên cho mình một cái khiên. Đấy, khiên này đi. Đồ thứ ba này, đồ thứ tư là một cái chưng choi. Đồ thứ năm là lên cho mình một cái nhằm thuận. Đồ thứ sáu anh em lên cho mình một cái giáp hộ mệnh. Đó, đây là cái đồ đi support nha. Đấy, support này, đồ này là rất chuẩn luôn, rất là hợp lý cho anh em đi support. Ok, thì cũng đã xong phần trang bị rồi. Đến phần trang bị xong rồi, đến phần phụ trợ nha. Phụ trợ rồi, anh em đi rừng thì cầm trừng trị. Đi top một anh em, thứ nhất anh em cầm tô biến, thứ hai là cầm bục phá. Nhưng mà theo mình ấy, anh em cầm bục phá đi. Vì Aero này nó có chiêu chạy rồi, nên là anh em cầm bục phá solo kiểu khô máu luôn. Ít máu anh em bục phá vắt chết luôn. Đấy, ok chưa? Anh em cứ theo mình, anh em cứ lên bộc phá cho mình, cả bộc phá cho mình là ok nhất. Đấy. Ok, chạy đến cái gì nhỉ? À quên, phụ trợ chứ, phụ trợ nếu mà đi support thì anh em cầm tốc biến nha. Support thì anh em lưu ý cầm tốc biến hoặc cầm cấp cứu. Đấy. Đây là tùy anh em thôi. Đến phần ngọc nha, phần ngọc mới là phần quan trọng này. Ok, ngọc của Aeron nha, theo cá nhân mình ấy nó có một chút thay đổi một tí thôi nha mọi người, không cần thay đổi nhiều. Anh em nhớ theo dõi nha. Đâu Aeron này. Đấy, Aeron nha. Thì đỏ họ mọi người ép cho mình đã 3 viên công vật lý xuyên giáp. Đấy, thì đầu game có một chút công vật lý này, xuyên giáp này. Đấy thì mọi người có thể là đánh nó thấm hơn. Ok, và 7 viên còn lại mọi người ép cho mình là tốc đánh chí mạng. Đấy, nội tại là cần tốc đánh này và đánh thường nhiều nhiều, thoảng thoảng lỗ chí mạng anh em ạ. Đấy, nó hên xui anh em ơi. Ok, học tí mọi người ép cho mình là 10 viên tốc đánh tốc chạy. Đấy, nhớ nha mọi người, 10 viên tốc đánh tốc chạy nha. Thấy rất là nhiều anh em hỏi mình bỏ Aeron cần hút máu không? Không nha. Không hút máu gì cả, anh em ép cho mình là công tốc đánh tốc chạy thôi, không hút máu. Đấy, vào ác của anh em cái thuế, rất là nhiều người lên hút máu ạ, lạ thật. Nội tại của Aeron là hút máu rất là nhiều rồi, nên anh em không cần lên hút máu nha. Ok, đồ ngọc đầu xanh này, ngọc xanh mọi người ép cho mình là 10 viên công vật lý xuyên giáp. Đấy, ok chưa, chẳng lẽ công vật lý, chẳng lẽ con Aeron này là công vật lý anh em nên phép để chết rồi anh em ạ. Ok, ngọc này, một bảng ngọc này thì anh em dùng cho tất cả các nen, đi rừng, đi top, đi sp hiệu quả hết nha. Anh em dùng cho mình một bảng này thôi, không cần dùng bảng thứ hai hay là bảng nào nữa mọi người nhá. Một bảng này cho mình thôi. Ok, thì đã xong phần ngọc rồi, sang phần phù hiệu này. Phù hiệu của Aeron thì là phù hiệu đồ khí rồi, anh em không cần bàn cãi nè. Đầu khí là phù hiệu trần phái của Aeron rồi, không có gì thay đổi cả mọi người nhá. Đấy, anh em nên phù hiệu này cho mình. Ok, xong rồi mọi người, thì nói chung là đã xong rồi, trang bị phù hiệu phù trợ rồi là ngọc của Aeron đã xong rồi nha. Đấy thì mọi người có thắc mắc gì mọi người cứ comment ở bên dưới, nhớ like, đăng ký kênh và ủng hộ cho mình nha. Chúc mọi người có một mùa rank neo rank hiệu quả này và có một cái sự trải nghiệm phiên bản mới thật là tốt, thật là thú vị. Đó, chúc mọi người lên top Aeron một cách hiệu quả nha. Mọi người thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha mọi người. Bye bye mọi người, hẹn mọi người video sau. Bye bye. Giờ mình sẽ phải vào neo rank nha mọi người. À quên, sáng mình neo rank mọi người, lúc reset rank ấy mình đã neo được lên cao thủ rồi mọi người ạ. Đó. Đấy cao thủ mọi người, sáng mình đi team ấy, đi đơn rất là khoai. Đó, mình đi team này thì đánh được tầm khoảng 7 800 Aeron đấy anh em ơi.
7-8 trận Euro này, mọi người thấy không? Đấy, trang bị phù hiệu này, đấy, trời ơi, rất là mạnh luôn. Anh em nhớ áp dụng nha, bye mọi người, hẹn mọi người video sau.